chân dung tư lệnh quân khu bãi qua các thời kỳ từ 1976 cho đến nay. Quân khu 7 là tổ chức quân sự theo vùng lãnh thổ, được thành lập ngày 10 tháng 12 năm 1945, bao gồm thành phố Sài Gòn và các tỉnh Gia Đình, Chợ Lớn, Bà Rịa, Biên Hòa, Thủ Dầu Một và Tây Ninh. Nay gồm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng, Long An và Tây Ninh. 1. Thượng tướng Trần Văn Trà, Tư lệnh Quân khu 7, 1976-1978, là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 3, 4, Đại biểu Quốc hội khóa 4. 1949-1950, Tư lệnh kiêm Chính ủy khu Sài Gòn, Chợ Lớn, khu 7. 1951, Phó Tư lệnh Nam Bộ, Tư lệnh phân niên khu miền Đông Nam Bộ. 1951-1962, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam kiêm Phó chủ nhiệm Tổng cục Quân huấn. 1958, Giám đốc Học viện Quân chính, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương. 1961, 1963-1967, Tư lệnh miền. 1968-1972, Phó Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. 1973, Trưởng đoàn đại biểu quân sự chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong ban quân sự bốn bên tại Sài Gòn. 1974-1975, Tư lệnh quân giải phóng miền Nam Việt Nam, Phó Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh và là Chủ tịch Ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn, gia đình sau ngày giải phóng. 1976-1978, Tư lệnh kiêm Chính ủy quân khu 7, Trung tướng. 1959, Thượng tướng. 1974, 2. Đại tướng Lê Đức Anh, Tư lệnh quân khu 7, 1000 nước thứ tư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 1992-1997. Trước đó, ông từng là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, quân hàm đại tướng, từng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam 1987-1991, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam 1986-1987, 1948-1950, tham mưu trưởng các khu 7, 8 và đặc khu Sài Gòn, Chợ Lớn. 1951-1954, Phó tham mưu trưởng, quyền tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Nam Bộ. 1955-1963, Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu. 1963-1964, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. 1964-1968, tham mưu trưởng, Phó Tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Quân giải phóng miền Nam. 1969-1974, Tư lệnh Quân khu 9. 1974-1975, Phó Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam, Phó Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh kiêm Tư lệnh cánh quân Tây Nam đánh vào Sài Gòn. Tháng 5 năm 1976, Tư lệnh Quân khu 9. Tháng 1978-1981, Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 7, Trung tướng. 1974, Thượng tướng. 1980, Đại tướng. A. Thượng tướng Nguyễn Minh Châu, Tư lệnh Quân khu 7,
1982-1987, là một tướng lĩnh cao cấp quân đội nhân dân Việt Nam, quân hàm thượng tướng, ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông từng giữ các trọng trách như tư lệnh quân khu 6 thuộc B2, tham mưu trưởng quân giải phóng miền Nam Việt Nam, tư lệnh đoàn 232 trong chiến dịch Hồ Chí Minh, tư lệnh quân khu 7, phó tổng thanh tra quân đội, trưởng đại diện Bộ Quốc phòng tại Việt. Suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, ông tham gia chỉ huy và chiến đấu tại chiến trường khu 6. 1954, trung đoàn trưởng, hoạt động liên tục trên đường 19. Sau Hiệp định Geneva, ông chuyển quân tập kết ra Bắc, khi đó ông là tỉnh đội trưởng tỉnh đội Bình Thuận. 1958, sư đoàn phó sư đoàn 305. Tháng 4 năm 1963, tư lệnh quân khu 6. Tháng 4 năm 1974, tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam. 1975, tư lệnh đoàn 232. 1982-1987, tư lệnh quân khu 7, thiếu tướng. 1974, trung tướng. 1981, thượng tướng. 1984, trung tướng Nguyễn Thế Bưng, tư lệnh quân khu 7. 1988-1989, ông nguyên là ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 6-7, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 8, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tháng 12 năm 1954 đến tháng 8 năm 1956, tiểu đoàn 2, trung đoàn 5, sư đoàn 330. Tháng 9 năm 1956 đến tháng 10 năm 1961, Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu. Tháng 11 năm 1961 đến tháng 7 năm 1963, Lữ đoàn 338. Tháng 8 năm 1963 đến tháng 8 năm 1966, sư đoàn 5. Tháng 12 năm 1966 đến tháng 5 năm 1967, sư đoàn 9. Tháng 10 năm 1972 đến tháng 4 năm 1975, phòng tác chiến, Bộ tham mưu miền. Tháng 5 năm 1975, phó tư lệnh thành phố Sài Gòn Gia Định. Tháng 4 năm 1976 đến tháng 4 năm 1979, tham mưu trưởng, phó tư lệnh quân khu 7. Tháng 5 năm 1979 đến tháng 12 năm 1987, lần lượt giữ các chức vụ phó tư lệnh tham mưu trưởng, tư lệnh quân khu 9. Tháng 1 năm 1988 đến tháng 10 năm 1989, tư lệnh quân khu 7, thiếu tướng. 1983, trung tướng. Năm, trung tướng Bùi Thanh Vân, tư lệnh quân khu 7, 1990-1994, 1954-1961, vệ quốc đoàn tập kết ra Bắc. 1961, chiến trường Nam Bộ. 1961-1970, những năm chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh, lần lượt trải qua các chức vụ tiểu đoàn trưởng, trung đoàn, sư đoàn phó, tham mưu trưởng sư đoàn 9. 1971-1975, sư đoàn trưởng sư đoàn 5, tham gia các chiến dịch Đồng Xoài, Dầu Tiếng, Nguyễn Huệ, phó tư lệnh cánh quân phía Tây, đoàn 232 trong chiến dịch Hồ Chí Minh. 1976, phó tư lệnh quân đoàn 4, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh. 1979-1989, phó tư lệnh quân khu 7. 1989 đến 1994,
Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng 1979, Trung tướng 1989, 6 Đại tướng Lê Văn Dũng, Tư lệnh Quân khu 7 1995-1998, là một tướng lĩnh cao cấp, quân hàm Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 3 năm 1973, Phó Chính ủy kiêm chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 1 Sư đoàn 9. Tháng 10 năm 1974, Chính ủy Trung đoàn 1 Sư đoàn 9 Quân đoàn 4, Binh đoàn Cửu Long. Ông tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh và chiến dịch phản công biên giới Tây Nam. Tháng 8 năm 1980, Sư đoàn Phó Kim tham mưu trưởng Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, Binh đoàn Cửu Long. Tháng 6 năm 1986, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9 Quân đoàn 4. Tháng 8 năm 1989, Phó Tư lệnh Quân đoàn 4. Tháng 9 năm 1990, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7. Tháng 10 năm 1991, Tư lệnh Quân đoàn 4, Binh đoàn Cửu Long. 1995-1998, Tư lệnh Quân khu 7. Thiếu tướng 1989, Trung tướng 1998. 7. Thượng tướng Phan Trung Kiên, Tư lệnh Quân khu 7 1998-2002, là một tướng lĩnh cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng, nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 8, 9, 10, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 1965-1969, chiến đấu ở chiến trường Sài Gòn, Gia Định. 1969-1973, huyện đội Phó Tây Môn, chính trị viên vùng 2, huyện đội Phó Hóc Môn. Tháng 4 năm 1975, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, tham mưu phó rồi tham mưu trưởng Trung đoàn Gia Định quân khu 7. Tháng 8 năm 1982, Sư đoàn Phó Tham mưu trưởng. Tháng 8 năm 1986, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 317. Tháng 12 năm 1988, tham mưu Phó Quân khu 7. Tháng 6 năm 1990, chỉ huy Phó Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 6 năm 1995, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hồ Chí Minh. 1998-2002, Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng 1995, Trung tướng 1997. 8. Trung tướng Nguyễn Văn Chia, Tư lệnh Quân khu 7 2002-2005, là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng, nguyên đại biểu Quốc hội Việt Nam 10, ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Tháng 5 năm 1961, ông nhập ngũ và bắt đầu phục vụ trong Sư đoàn 9, một trong những đơn vị chủ lực đầu tiên của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Ông từng tham gia sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968 với cương vị chính trị viên phó của tiểu đoàn, chỉ huy trung đoàn tham gia chiến dịch mùa xuân 1975 và chiến dịch Hồ Chí Minh. Sau khi học xong tại Học viện Quân sự cấp cao, ông đảm nhiệm sư đoàn trưởng sư đoàn 9 và tiếp tục chỉ huy sư đoàn tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến đấu tại Campuchia. 1989, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biên giới Tây Ninh. 2002, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 7. 2002-2005, Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng 1990, Trung tướng. 9.
Trung tướng Lê Mạnh, Tư lệnh Quân khu 7 2005-2010, là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng tháng 11 năm 1984 đến tháng 9 năm 1990, Phó Tham mưu trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An. Tháng 4 năm 1991 đến tháng 7 năm 1992, Phó Sư đoàn trưởng, quyền Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5. Tháng 8 năm 1992, tháng 1 năm 1995, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An. Tháng 2 năm 1995 đến tháng 3 năm 1997, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7. Tháng 2 năm 1998 đến tháng 10 năm 2000, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 11 năm 2000 đến tháng 11 năm 2004, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7. Tháng 12 năm 2004 đến tháng 2 năm 2010, Tư lệnh Quân khu 7. Thiếu tướng 1999, Trung tướng 2. Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Tư lệnh Quân khu 7 2009-2011, là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12. Trước 1996, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, Quân khu 7. Trước 2009, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7. Năm 2009 đến 2011, Tư lệnh Quân khu 7. Trung tướng 2011, Thượng tướng Trần Đơn, Tư lệnh Quân khu 7 2011-2015, là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng. Ông nguyên là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Trước 2004, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An. 2004, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, Quân khu 7. 2009, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7. 2011-2015, Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng 2009, Trung tướng 2012, Thượng tướng 2012, Thượng tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 2015-2020, là Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương. 2006, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 Quân khu 7. 2008, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai. 2011, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7. Tháng 10 năm 2015 đến tháng 11 năm 2020, Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng 2011, Trung tướng 2015, Thượng tướng 2021. 13. Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 2020 cho đến nay, là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7. Trước 2018, Phó Sư đoàn trưởng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, Quân khu 7. Tháng 10 năm 2018, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 3 năm 2019, Ủy viên Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 đến 2020, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.
tháng 7 năm 2019, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 2 năm 2020 đến tháng 10 năm 2020, Phó Tư lệnh Quân khu 7. Tháng 11 năm 2020 cho đến nay, Tư lệnh Quân khu 7. Thiếu tướng 2019, Trung tướng 2023.